Ai cũng mắc lỗi này khi thắp hương trên bàn thờ thần tài hàng ngày. Nên hay không nên, theo các chuyên gia phong thủy? Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Starcast trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, may mắn và thành công. Quý vị thân mến, uống nước nhớ nguồn là truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của người dân đất Việt. Chắc hẳn chúng ta vẫn nhớ bài thơ đi cùng ký ức bao năm tháng. Vẫn còn đây những lời ru, vần bay phảng phất cho dù tháng năm. Tổ tiên một nén nhang trầm, nối dòng máu đỏ âm thầm thiết tha. Đã bao năm trôi qua, những truyền thống, lòng thành xin thắp một nén hương vẫn còn nguyên giá trị thuở ban đầu. Đặc biệt trong cuộc sống hiện đại, khi con người ta muốn cầu lộc, cầu tài, cầu bình an, thì việc dâng lên những nén hương trên ban thờ thần tài càng quan trọng và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi vậy, rất nhiều quý khán giả đã đặt câu hỏi cho kênh Phong Thủy Starcast. Liệu rằng chúng ta có nên thắp hương hàng ngày trên ban thờ thần tài hay không? Để giải đáp thắc mắc cho câu hỏi này, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Từ ngàn đời nay, việc thắp hương lên bàn thờ là tập tục, tín ngưỡng đã có từ lâu đời, bắt nguồn từ Trung Quốc và lan truyền sang, ảnh hưởng tới nền văn hóa của Việt Nam từ thời cổ xưa. Thắp hương mang ý nghĩa sâu sắc, đầu tiên là làm cho tâm hồn an yên, tự tại, trầm lặng trước bàn thờ, mọi xô bồ của cuộc sống được gác lại sang một bên, tâm tư thoải mái, cầu khấn những điều mong mỏi. Thứ hai nữa là việc thắp hương sẽ mang đi thông điệp cầu khẩn của con cháu tới các bậc gia tiên, thần Phật, chứng giám cho lòng thành của mình theo hương thơm lan tỏa khắp mọi nơi. Những lời cầu nguyện ước ao sẽ giúp lòng người có được điểm tựa để hướng tới những điều tốt đẹp hơn, hy vọng về một tương lai tươi sáng, nơi những điều cầu khấn sẽ trở thành hiện thực. Ngày nay, không ít gia đình hiện nay còn có thói quen thắp hương vào sáng sớm mỗi ngày trước khi đi làm và buổi tối sau khi trở về nhà. Bởi nhiều gia chủ tâm niệm rằng việc thắp hương và mỗi nén hương là sự thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà, tổ tiên, thần Phật trong gia đình. Đặc biệt là hy vọng ngày mới tốt lành, buôn may, bán đắt đối với các hộ gia đình làm kinh doanh. Dù vậy, việc thắp hương lên bàn thờ hàng ngày hiện nay vẫn nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều và chưa có được một thống nhất chung nào. Quý vị thân mến, trao đổi về vấn đề này, có nhiều bạn trẻ mới lập gia đình, gia riêng, mới có con nhỏ chia sẻ với chương trình. Trước ở chung với cha mẹ, thấy cha mẹ thắp hương nhang sáng, tối nhưng em sợ mùi nhang, vừa thơm hắc, vừa cay mắt, sợ con bị ảnh hưởng sức khỏe vì nghe bảo làm nhang cũng có hóa chất độc hại. Vậy nên, từ khi ra riêng, cũng có bàn thờ ông táo và thần tài, thổ điện, nhưng lười và ngại thắp. Có khi mỗi tháng thắp đúng một cây ngày rằm, mà nhớ thì thắp, quên thì thôi, nên mua bỏ nhang, xài hoài không hết. Theo quan điểm này, chúng ta có thể hiểu, đối với các hộ gia đình không làm kinh doanh, buôn bán, thì việc thắp hương hàng ngày không quá quan trọng. Tuy nhiên, đối với những người làm kinh doanh, thì nó lại là việc vô cùng cần thiết. Bởi lẽ, thắp hương lên bàn thờ thần tài, ông địa là việc làm mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, gửi gắm niềm mong ước, vạn sự tốt lành, cát lành, cát lợi. Thế nhưng, có nên thắp hương hàng ngày không lại là điều không phải gia chủ nào cũng tìm được lời giải đáp phù hợp và đúng chuẩn cho riêng mình. Theo quan niệm trong thờ cúng hiện nay, thắp hương hàng ngày là việc gia chủ nên làm. Tuy nhiên, nếu gia chủ bận bịu và không thể duy trì thói quen này hàng ngày, thì chỉ cần thắp hương vào những ngày rằm, mùng 1, lễ, Tết với hoa quả, dâng lên ông bà, tổ tiên để thể hiện lòng thành kính của mình. Ngược lại, nếu có điều kiện về thời gian, các gia chủ vẫn nên thắp hương hàng ngày là tốt nhất. Bởi thắp hương lên bàn thờ sẽ làm cho không gian của gia đình trở nên ấm cúng hơn, lòng người nhẹ nhàng và an yên hơn. Ngoài ra thì thắp hương vào mỗi buổi sáng sớm cũng là niềm hy vọng một ngày suôn sẻ, vạn sự bình an, buôn may, bán đắt. Một lưu ý quan trọng đối với các gia chủ chỉ thắp một nén hương, bởi theo quan niệm thờ cúng trong dân gian, số nén hương được thắp là một trong những yếu tố mang nhiều ý nghĩa tâm linh khác nhau. Theo đó, thắp một nén hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với ông bà, tổ tiên
và các vị thần Phật. Đồng thời khi thắp, các bạn phải thắp bằng hai tay để không thể hiện thái độ bất kính, vô lễ đối với bậc bề trên, các vị thần Phật cao quý. Thưa quý anh chị, thắp hương vào lúc nào trong ngày, dù là ngày lễ, Tết, rằm, mùng 1 hay ngày bình thường là câu hỏi được nhiều gia chủ quan tâm. Bởi lẽ, thắp hương vốn là một tập tục lâu đời, đã xuất hiện và tồn tại trong tín ngưỡng văn hóa của người Việt hàng ngàn năm nay. Vì vậy, mỗi khi nén hương được thắp lên cũng là lúc sợi dây tâm linh giữa hai thế giới âm, dương được kết nối sâu sắc. Với những ý nghĩa thờ cúng tâm linh đặc biệt này, các gia chủ nên chọn thời gian thắp hương tốt nhất, đó là vào mỗi buổi sáng sớm và mỗi buổi chiều tối. Bởi việc khởi động ngày mới bằng một nén hương thắp trên bàn thờ gia tiên sẽ khiến gia chủ cảm nhận ngày mới an lành và tràn đầy sức sống. Tương ứng với đó, thắp hương vào mỗi buổi chiều tối để kết thúc một ngày làm việc bận rộn cũng sẽ giúp cho tâm hồn con người trở nên bình an, bớt lo âu, áp lực và mệt mỏi. Theo đó, thắp hương hàng ngày là việc gia chủ nên làm và thói quen này mang lại ý nghĩa cũng như giá trị tâm linh rất lớn cho gia đình. Thời gian để thắp hương hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian mà gia chủ có thể sắp xếp được. Theo đó, các gia chủ nên thắp hương hàng ngày vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm và mỗi buổi tối sau khi trở về nhà, nhưng nên thắp trước 7 giờ tối. Bởi vì thắp hương muộn sẽ khiến cho những sinh linh đang đi lang thang nghe theo mùi hương mời gọi mà đến quấy nhiễu, phá phách gia đình bạn. Do vậy, nếu thắp hương vào buổi tối, gia chủ nên thắp càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, gia chủ cần lưu ý là nếu thắp hương vào ban ngày thì chỉ nên thắp một nén hương, bởi thông thường các gia chủ luôn có thói quen thắp 3 nén hương lên bàn thờ. Mỗi nén hương lại mang ý nghĩa tâm linh khác nhau, nhưng tự chung lại, đó đều là lòng thành kính, ước mong của gia chủ đối với các vị thần. Nếu như thắp một nén hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn của gia chủ đối với ông bà, tổ tiên, thì thắp 2 nén hương thể hiện cho việc tiễn đưa, phung viếng linh cữu người đã chết và đang trong thời gian để tang. Còn đối với việc thắp 3 nén hương thì lại mang nhiều sắc thái, ý nghĩa hơn. Có rất nhiều quan niệm khác nhau bàn về ý nghĩa của việc thắp 3 nén hương lên bàn thờ. Theo đó, nó có thể là một trong những ý nghĩa sau: tượng trưng cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, hay Tam Giới, Dục Giới, Sắc Giới, Vô Sắc Giới, cũng có thể là Tam Thời, Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai và Tam Vô Lậu Học, Giới, Định, Tuệ. Tuy nhiên, nếu trong gia đình thờ nhiều bát hương và gia chủ có thói quen thắp hương hàng ngày thì mỗi lần thắp chỉ nên thắp một nén hương là đủ. Một nén hương sẽ giúp gia chủ thể hiện được lòng thành kính, biết ơn của mình đối với ông bà, tổ tiên cũng như người đã khuất trong gia đình và cũng để hy vọng một ngày bình an, thuận buồm xuôi gió trong làm ăn và kinh doanh. Tìm hiểu thêm về những con số được sử dụng trong mỗi lần thắp hương, các bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng người Việt chỉ thắp hương theo số lẻ như 1, 3, 5, 7 mà không thắp theo các số chẵn. Bởi lẽ theo quan niệm trong phong thủy, con số lẻ là những con số mang lại nhiều may mắn hơn so với số chẵn. Do vậy, quan niệm này theo thời gian dần ăn sâu vào tín ngưỡng thờ cúng của người dân Việt Nam. Đặc biệt, các gia chủ cũng nên chú ý tới cách thức thắp hương là phải thắp nén hương thẳng, đồng thời cắm sâu, chắc vào bát hương, tránh để nén hương cong vẹo làm mất thẩm mỹ. Ngoài ra, trong lúc thắp hương, gia chủ luôn luôn có lời khấn vái, báo cáo, cầu xin thần tài và các vị thần linh khi thắp hương để nói lên nguyện vọng cũng như mong ước của mình và các thành viên trong gia đình. Tự chung lại, quý khán giả có thể nhận thấy một điều rằng việc thắp hương hàng ngày hay chỉ thắp vào những ngày rằm, mùng 1 hay lễ, Tết đều mang ý nghĩa thờ cúng như nhau. Tất cả thói quen thờ cúng này đều giúp ông bà, tổ tiên, thần Phật thấu được những mong muốn cũng như thỉnh cầu của gia chủ, phù hộ độ trì, che chở cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình được bình an, khỏe mạnh, may mắn và kinh doanh được hanh thông mọi sự. Không chỉ thắc mắc việc có nên thắp hương hàng ngày hay không, mà nhiều gia chủ còn rất cẩn trọng trong việc ghi nhớ những lưu ý quan trọng khi thắp hương hàng ngày. Theo đó, để việc thờ cúng đảm bảo sự linh thiêng, thành kính, các gia chủ nên lưu tâm một số chú ý quan trọng như sau. Tùy theo phong tục của từng vùng miền như vùng Nam Bộ, người dân thường có thói quen thắp hương cho từng gốc cây hay nóc nhà với quan niệm đó là mọi vật trên đời đều có đời sống tâm linh riêng.
Bên cạnh đó, nếu nhà có cổng thì sẽ thắp hai cây hương ở hai bên cổng. Trước nhà có nhiều cây xanh và sẽ thắp một nén hương ở gốc cây lớn nhất. Gia chủ nên kỹ lưỡng trong việc chọn loại hương sạch, không sử dụng hóa chất, phụ gia để thắp lên bàn thờ ông bà, tổ tiên. Đồng thời, không nên thắp liên tục với số lượng hương lớn và không đóng cửa khi đang thắp hương để mùi hương có thể được tỏa ra ngoài không gian. Khi thắp hương, nếu không thể cúng bằng các bài cúng hay như thầy cúng hay sư thầy trong chùa, các gia chủ có thể tự cúng nôm bằng tấm lòng thành kính của mình. Theo đó, những mong ước, nguyện vọng của gia chủ đối với bản thân cũng như các thành viên trong gia đình sẽ được tấu trình lên các vị thần tài, ông địa và cha mẹ, tổ tiên. Do vậy, không nên chỉ vì không biết cúng mà gia chủ chỉ thắp hương để đó và không có lời báo cáo, trình bày với các vị thần. Quý vị thân mến, việc thắp hương hàng ngày dâng lên bàn thờ thần tài là một nét đẹp trong văn hóa, bản sắc dân tộc Việt. Nó không chỉ thể hiện tấm lòng thành kính của gia chủ mà còn gửi gắm niềm hy vọng về một ngày mới an lành, may mắn, một cuộc sống đẹp hơn so với những ngày đã trôi qua. Ban biên tập chương trình hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi thì quý anh chị và các bạn sẽ có được những thông tin bổ ích cho mình cũng như cho người thân trong gia đình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Mọi thông tin, chi tiết và thắc mắc, quý khán giả có thể liên hệ ngay tới số hotline của chương trình. Thầy Gia Cát và đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ giải đáp cho quý anh chị một cách nhanh nhất. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video lần sau.